Trung xin chào quý cô bác anh chị nhé và mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Trung. Lời đầu tiên cho Trung xin được gửi lời chúc đến toàn thể mọi người luôn vui vẻ, mạnh khỏe và gặp thật nhiều may mắn. Em chào chị nhé. Chào chú ạ. Chị đi đâu đây chị? Đi chơi mà. À, đi chơi à? Ôi dồi ôi, em bé đáng yêu chưa? Em bé ngủ ngoan nha. Mỗi một ngày vừa rồi vừa đang lên ăn đầy tháng rồi, ngày hôm nay đã lớn như thế này rồi. Được 2 tháng nhỉ chị? Vâng. Và nhanh nha chị nha. Vâng. Nhoằng ngày là lại chuẩn bị đến Tết đấy. Tháng thì mới thấy chậm rồi, qua tháng phát mấy ngày đã vâng. Được 1 tháng rồi. Vâng. Hôm nay lên đây ăn cơm trưa đây à chị? Không, vừa mới về. À chị vừa mới lên đây à? Vâng. Vâng. Vâng ạ. Bé Nục. Trời ơi, về đây nào. Mẹ ở nhà không? Ui, đường xuống nhà lâu rồi. Trời mưa rất là trơn. Em chào chị nhá. Vâng, em chào anh. Chị ơi à, chị lên đây giúp em lấy 2 bao gạo xuống nhà với. Cô Vân ở bên Cộng hòa Séc có gửi cho Trung là 2 triệu. Cô đây muốn mua gạo và cá mắm cho gia đình nhà của cháu Lộc ấy, chia làm 4 lần. Mỗi một lần là Trung mua hết 500.000. Hôm nay thì Trung mua thêm cả rau cải đây, 5 gói này. Mua cho chị bởi vì mùa này là rất là thích hợp trồng rau. Đấy, vừa lúc nãy Trung đi lên đây thì có gặp mẹ của cháu Lộc ấy, đang trồng rau ở dưới kia. Đấy, chỗ mà anh Nguyễn Tất Thắng chuẩn bị làm trồng hoa tam giác mạch đấy. Đấy, trồng rau ở dưới đấy rất là rộng. Chỗ đấy là chị đi xin họ làm hả chị? Không ạ, bà thuê đấy. Đại Thuy á? Vâng. À, chỗ đấy là Thuy họ trồng rau à? Vâng. À, Thuy đến Tết là như nào? 1 năm. Thuy 1 năm? Vâng. Ừ. Em đây. Ở nhà không có tiền em cố đi kiếm. 5 gói rau này. Vâng. Chị mang đi gieo luôn nhá. Vâng. Với lại ở xung quanh nhà có chỗ nào mà đất trống ấy thì chị phát đi để chơi, chị trồng gieo rau xuống nhá. Vâng. Ừ. Ừ, xin chào. Đây này. Đấy, chú mua lên cho cháu Lộc này. Ừ. Đấy, mang xuống nhà để chia cho các bạn với đi. Đấy, cho các chị với. Cầm xuống này, cuốn cầm xuống đi. Hôm nay chúng mua lên đây 2 bao gạo với lại 2 cân cá mắm. Đấy, với lại 5 gói giống rau cải. Xuống đây ăn kẹo đi, xuống đây. Xuống đây nó tha. Trời ơi, hôm nay ngày chủ nhật. Thả nào, hôm nay mình nhùa đông thế. Vâng, sáng mai chả có đứa nào ở nhà thôi. Nhà bếp của nhà cháu Lộc. Miếng này cũng bùng lên hết rồi này. Cái gỗ này cũng gãy hết rồi. Mái cũng hỏng hết rồi. Ở trên này rất là thuận. Có nguồn nước ở ngay gần nhà cho nên kéo nước rất là thuận tiện. Thuận lợi cho việc nuôi cá này. Đấy, cũng như là trồng rau. Đấy, cần nước tưới này. Đấy. Bé Lộc, bé Lộc ơi, áo cá này là áo cá nhà bé Lộc à? Vâng. Áo cá bé bé này này. Vâng. Có con. Nhiều cá không chị? Ít rồi mà mấy con này. Ít rồi á? Vâng. Ừ. Bóc bánh kẹo ra cho các chị với đi, nhanh lên.
Bố ở nhà không Cún? Hả? Bố đi đâu rồi? Bố không biết à? À. Con gái của anh Giang rất là xinh gái. Con của anh Báo ấy. Nhà bếp nhà cháu Lộc. Giống hạt bí này. Đấy, mùa này ở trên bản thì mọi người thu hoạch quả bí về. Đấy, xong bổ ra. Đấy, để lấy hạt này. Đấy, để chuẩn bị trồng. Mọi lần chúng qua đây thì chúng qua bên trên này. Đấy, cho nên là chúng nhìn từ xa là cái mái này. Đấy, cái mái nhà cháu Lộc này. Đấy. Thì hôm nay chúng mới vào trong bếp này chúng nhìn kỹ. Trước chúng lên đây một lần rồi. Chúng lên để trao quà của cô Tuyết. Đấy. Mà vừa rồi chúng lên thì đỡ ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng thấy cái mái này bị lụp xuống này. Đấy. Xà này bị gãy này. Đây, bị gãy này. Đấy, cho nên là cái mái này chúng nhìn từ xa là thấy lụp sụp hẳn xuống rồi. Cho nên là trời mưa về rất là nguy hiểm ở cái nhà bếp này. Đây cũng con trai của chị luôn à? Thế chị là có mấy cháu đây? Bốn cháu à? Cháu Lộc. Cháu Lộc vừa đi chơi đâu về? Hả? Con chú hỏi con này. Đi đâu anh? Về chơi thằng nó. À. Cháu Lộc ăn bánh ngon không? Bánh ngon nha. Chị ơi. Em vừa ngày hôm qua em cũng có nhận được 2 triệu của cô Vân ở bên Cộng hòa Séc. Cô có gửi cho em mua gạo với lại thức ăn lên cho gia đình. Mỗi một lần em mua lên cho gia đình là chia đều ra là 500.000. Khi nào chị ăn hết, dùng hết cái số gạo đấy, thức ăn đấy thì em lại tiếp tục mua tiếp cho gia đình của cô Vân ở bên Cộng hòa Séc gửi cho gia đình chị. Đấy, tổng là em sẽ mua lên đây là cho gia đình là 4 lần. Đấy, hôm nay thì chúng mua đây gạo mỗi bao 150 này là vào 300. Đấy, giống là mỗi một gói giống là 10.000 vào 50.000 này. Đấy, cá thì mỗi một cân là 75.000, tổng là 150.000. Đấy, tổng là 500.000. Còn bánh kẹo là chúng mua lên cho cháu Lộc thôi. Đấy, cho các cháu. Vâng, em cảm ơn chị Vân. Em chúc sức khỏe chị Vân rất nhiều. Đấy, con chị cảm ơn chị. Con cảm ơn bác đi. Cún. Cảm ơn đi. Con cảm ơn à, bác. Cảm ơn chú à. Cảm ơn chú Trung nữa. Vâng, cháu cảm ơn bà Vân nhá. Bà Vân thương cháu lắm ấy. Cháu Lộc này rất thông minh nhỉ. Cháu vui lắm. Ở dưới đấy là chị là nhiều người làm không chị? Có, hôm qua đông người nhưng mà mọi người ai cũng ốm hết rồi, xong hôm nay ít người lắm. Ngày hôm đấy qua người... mưa quá nhỉ? Vâng. Sáng nay bọn đi làm nhưng mà trời mưa to quá. Là bà bảo nghỉ chiều mới làm. Chiều. Lúc em đi qua thì thấy mọi người đang che rơm à? Vâng. Che rơm để quá, đỡ mưa xuống nhỉ? Vâng. Kia toàn trồng hành hết à? Hết mà. Chị. Vâng, trồng mà. Hành hết. Vâng. Mà ít ngày quá vẫn trồng chưa xong. Hôm qua trời mưa to. Cái này phải trời nó khô cơ. Trời mưa này mình đi làm này nó nháo quá. Mình không biết trồng kiểu gì đâu. Nhưng mà nhà quá vẫn có lọc không thì sợ làm không kịp ít người nữa. Mà chỉ còn thế của chị thì đất là ở xung quanh này là có phải đất nhà mình không? Đây này. Phải chứ. Phải mà. À.
Đấy, chị tranh thủ cái mùa này này, chị phát xung quanh đi cho nó quang nhà này. Đấy, cho trẻ con đi lại đỡ này. Ừ. Cái chỗ đường đi lên đi xuống này chị cuốc làm thành bậc này chị. Ừ, không là để như thế này trơn lắm. Cái này phát rồi lại rậm ra. Không, chị đã phát tiếp được. Lần này phát nữa là không rậm được mấy rồi. Không rậm mấy như vậy. Ừ. Lần này phát là trời nó lạnh rồi, đến mùa đông rồi thì cái chỗ này là không rậm được mấy rồi, thời gian vừa rồi thôi. Cái chỗ này cũng thế này. Đó. Thế ở đằng sau nhà này cũng là đất của nhà chị à? Vâng, đất này em hết ạ. Ở cái chỗ này này? Vâng. Chỗ trồng ngô này cũng phải đúng không? Đất của em. Chỗ này cũng phải đúng không? Vâng. Đấy, chút nữa là chị lấy cái giống rau ấy chị. Vâng, em đang bảo làm vườn ở đằng sau này. Đấy, làm vườn ở đây mới là tốt này. Chị phát cái chỗ này đi. Vâng. Chị đợi ngô nó lên rồi chị phát đi. Em đấy. Kiếm tiền 1-2 ngày đó, em sẽ mới về làm. Thế bây giờ chị đang làm gì chị? Trồng hành. Trồng hành à? Chị, vợ, mấy bà. À, em cứ tưởng là chị đi làm ở đâu. Em đi làm giấy này thôi, em đi làm gần. À thế à? Vâng. Em phải tranh thủ đi làm 2 ngày đó, để em có thời gian làm. Chị chứ, nhà. Em thì, em còn em ít ơi, tuổi thôi. Em sinh năm 94. Úi dồi ôi, 94 á? Trời ơi, trẻ thế. 94. Thôi cứ gọi bằng chị đi. Trời ơi, 94, mà cháu lộc lớn như này rồi. Ừ. Ây à, lại có bắp ngô à? Ây. Ừ. Ngô nếp này. Đi lấy ghế rồi ngồi xong bắp cẩn thận nào. Ngô này ngô nhà chị à? Ngô nhà bà. Ngô nhà bà á? Vâng. Nhà bà ở đâu? Nhà bà bên này. À, nhà bà nhà bên này luôn à? Vâng, đi lấy ngô nhà bác về luộc ăn. À, thế ở gần kìa. Hả? Nhà bà Đu. Nhà bà Đu á? À. Nhà bà Đu. Chị nhá, tranh thủ thời gian chị phát xung quanh này đi. Khi nào chiều về đấy, chị phát cho nó quang đi. Ở đằng sau nhà này cũng vậy này, phát quang đi. Em đi làm vào 2 ngày rồi đấy. Ừ. Có thời gian là 1 ngày. Ừ. Kiểu con sáng đầu đi học cũng mẹ ơi mưa trời đấy. À thế à. Em đi kiếm mà 2 đồng cho con đi học. Ừ. Đấy, bây giờ đến mùa rau rồi đấy, chịu khó mà đi làm một chút. Đấy, trồng rau rồi là có ai cần làm cái gì thì mình đi làm thuê cho họ thì mỗi ngày cũng được 100-200 nghìn cũng được chị ạ. Vâng, thôi chị đi làm đi. Ừ, em đi làm đấy. Ừ, em cảm ơn anh rất nhiều. Ừ nhá, mẹ đi làm nhá, con phải về nhá. Bé đâu cơ, chú đi về nhá. Ừ, chú chào con nhá, chú đi về đây. Ừ, chào chú Trung. Ừ đấy. Mấy chị em chuẩn bị luộc ngô à? Vâng, vâng. À. Thế trưa nay ăn gì? Trưa nay ăn đu đủ. Hả? Trưa nay ăn đu đủ. Ăn đu đủ á? Thế nhà còn gạo không? Nhà cháu hết rồi. Hết rồi à? Đấy, hôm nay chúng cũng rất là cảm ơn cô Vân ở bên Cộng Hòa Séc rất là nhiều. Đấy. Cô luôn quan tâm đến gia đình nhà cháu Lộc. Cô gửi cho Trung 2 triệu như vừa Trung nói đấy. Để chia làm 4 lần. Mỗi một lần là mua gạo với lại mua thức ăn lên cho nhà cháu Lộc. Mà hôm nay Trung đến đây, các cháu cũng đang vừa đi bẻ ngô về đây. Trung hỏi cũng hết gạo ăn rồi. Mẹ cháu cũng đang đi thuê đất ở dưới kia để trồng rau. Sắp tới này để bán, để kiếm tiền. Trưa nay ăn đu đủ thôi. Mù bắp rất là to. Đấy, chắc là trước để gạo ấy. Đúng rồi. Hết rồi. Gạo này vừa hết à? Cún này là hết lâu rồi. Hết lâu rồi. Hết lâu rồi à? Ừ. À, trước là để gạo ở đấy phải không? Ừ. Thôi ba chị em luộc ngô ăn đi nhá. Ừ.
Cún ơi, cái chảo này này, khi nào mình rán hay là làm gì xong thì Cún rửa sạch đi nhá. Cún mang ra chỗ cái vòi nước ở kia, Cún rửa sạch đi. Xong là cất gọn vào nhá. Úi dồi ôi, cái này mớ á. Đấy, mớ này Cún cũng cất gọn vào đi. Đấy. Không nên ăn rồi à? Không nên ăn rồi thì đổ đi nhá. Không để đây lại ăn vào đau bụng ấy. Cả rau này cũng thế. Lấy cái gì về che vào. Thôi chú mụt chế đây. Mọi cám gì đây à. Mọi cám lợn. Cô Vân. Đấy là anh à? Không, em trai. Em trai của cháu Lộc á? Anh chứ, anh của cháu Lộc chứ nhỉ? Chắc là Cún nè, xong mới đến cò kia. Anh cả đi chơi rồi. Anh cả đi chơi à? À thế à. Các cháu ở trên bản núi Buông này. Đấy, nhà nào cũng vậy. Đấy, rất là ngoan. Mỗi lần Trung lên đây các cháu chạy ra. Cháu chào chú Trung. Ở trên Hà Giang thì mưa từ ngày hôm qua đến bây giờ rồi. Hiện tại là đã đến gần chiều rồi. Trời bắt đầu hửng nắng ra được một chút đây. Mưa rất là nhiều. Úi dồi ôi, Cún ơi, trèo không sợ ngã. Con gái nhà của anh Báo. Một lần nữa Trung cũng xin được cảm ơn cô Vân rất là nhiều. Trung chúc cô luôn vui vẻ, mạnh khỏe và luôn gặp thật nhiều may mắn và thành công trong mọi lĩnh vực. Trung xin được kết thúc video của Trung tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và mọi người ở những video tiếp theo.